Texas lên kế hoạch điều 1.000 binh sĩ tới biên giới, tin từ Austin, Texas. Theo một nhà lập pháp tiểu bang cho biết, thống đốc Texas Rick Perry hiện đang lên kế hoạch điều 1.000 binh sĩ vệ binh quốc gia tới Nam Texas để tăng cường an ninh dọc theo biên giới Mexico. Theo đại biểu Terry Canales cho biết, ông đã được giới thiệu vắn tắt về kế hoạch sau một cuộc họp với văn phòng thống đốc vào hôm Chủ nhật. Theo dự kiến, thống đốc Perry sẽ đưa ra thông báo chính thức vào buổi chiều ngày hôm nay. Hiện đang có hơn 3.000 lính tuần tra biên giới công tác ở khu vực Nam Texas. Trong thời gian qua, thống đốc Perry đã từng nhiều lần đề nghị với Tổng thống Barack Obama điều lực lượng vệ binh quốc gia tới vùng biên giới. Trong tháng 6, Perry đã công bố về việc Texas sẽ cấp thêm 1.3 triệu Mỹ Kim mỗi tuần để Cục An toàn Công cộng hỗ trợ an ninh biên giới. Chương trình này sẽ được kéo dài ít nhất là cho tới cuối năm nay.